Rồi chào bà con nha, hôm nay thì bà con có ống đập nước siêu tốc nè, dành cho bơm nước ao, nước ruộng đồ ok lắm bà con, chống khô hạn hay ngập úng đồ ok lắm nè, dành cho tất cả động cơ nha, motor điện từ 2 ngựa cho lên xài được nha, máy xăng là từ 4 ngựa nữa cho lên là xài được, máy dầu là 3-4 ngựa xài được luôn, tất cả đều xài được, bà con cứ đập theo nhu cầu của mình thôi, với máy theo công suất máy là xài được thôi. Bằng inox của bà con rất tiện lợi nha, bơm rất là siêu tốc luôn, bơm rất là mạnh, rất là nhanh, lưu lượng nước rất là dữ mà dễ xài, dễ sử dụng nữa. Đặc biệt bánh hướng dòng này nè, nó sẽ dùng nước đi thẳng và đi xa hơn. Nếu không có bánh này đi được 50m, có bánh này đi được 100m nè con. Có bánh hướng lái hướng dòng nè, cái này gọi là bánh lái hướng dòng. Chạy rất là mạnh, nhờ đi xa, không bị sắn nước rồi đó. Đặc biệt là đời sau này thiết kế thêm cái lồng trong. Lồng trong giúp động cơ nhẹ mà con, động cơ càng nhỏ đi càng khỏe. Nó động cơ nhỏ đi vẫn bình thường, chứ không cần động cơ lớn. Rất là chắc chắn mà con ơi. Tất cả máy đều có xài được nha, mà con làm theo nhu cầu thôi. Cả đều có hàng sơ sài không bà con, tất cả kích thước đều có, bà con nào có nhu cầu thì alo đặt hàng, giao hàng toàn quốc miễn nha bà con, không cần đặt cọc trước luôn, bà con chỉ giao tới nơi tính tiền luôn à, khỏi cần đặt cọc gì hết, tất cả mặt hàng em bán là khỏi cần đặt cọc, giao tới nơi tính tiền thôi. Ống đập nước siêu tốc, đập ao hồ dự trữ hay đập vô mấy khu hợp tác xã là xài nó mau bà con ơi, rất là nhanh nhẹn, rất là nhanh mạnh, ống đập nước siêu tốc, tất cả các động cơ đều xài được, động cơ điện từ 2kg lên, 2 ngựa 2HP đó, động cơ xăng là khoảng từ 4 ngựa trở lên, động cơ dầu là 3-4 ngựa xài được, quan trọng bà con đặt theo công suất máy bà con là xài được, giao hàng toàn quốc nha bà con, con đặt theo kích cỡ thôi, giao tới nơi tính tiền, không cần chuyển tiền cọc trước luôn, inox 3 lốc luôn nha con, rất đẹp bà con ơi, rất tiện, rất dễ sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm năng lượng lắm nè, đối với xăng dầu tiết kiệm nhiên liệu, đối với điện là tiết kiệm năng lượng lắm nè, bơm nhẹ nhàng rất là nhanh nữa, bơm nhanh thì tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhiên liệu hơn, đặc biệt thiết kế lồng trong nè, bơm rất là nhẹ, máy nhẹ không gió này nè, hồi xưa chạy máy lớn lên mới nổi, giờ chạy máy nhỏ ra nhỏ thôi lên rất là mạnh, đặc biệt lồng trong lợi hại, lắp bà con đặt theo nhu cầu nha. Cỡ đều có. Cái này là 2.4. Lắp 42, 2.4, lắp mấy tùy bà con, 3 tấc máy, 4 tấc, 5 tấc đều ngon, thì con chọn bà con phù hợp với điều kiện thôi. Và bà con là có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đẹp rồi coi, làm inox luôn, bơm chắc chắc chắn. Có ống giải nữa con, bên em có bán ống giải, ống su á, ống bằng bờ nhi lông á, gắn vô đây bà con xài luôn, mét có mấy ngàn bạc à, gắn vô đây cho bà con xài luôn. Ống giải nha, ống cao su rất là tiện lợi, nó thể đẩy cao được khoảng 4m cho bà con, đẩy xa khoảng trên 50m tùy theo cái sức máy bà con, nếu đẩy là khoảng 4m thì chiều cao, để xa khoảng 40-50m trở lên. Đặc biệt đối với máy nào mà xài nước thì nó có cái ống nước đập dịch lên để cho bà con dẫn vô máy xài luôn. Đời này dành cho muốn cơ điện, cơ xăng nên không có ống nước, còn đời có dành riêng cho máy nước bà con xài luôn. Rất là tiện. Thôi bà con là có nhu cầu luôn nha, 088-635-6707. Giao hàng toàn quốc nha bà con. Nhận hàng tính tiền, không bằng là cọc trước luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.